xin chào mọi người mình là viên của khoa học những những khoa chuyên sâu và bằng những gì đã học từ khóa học thì hôm nay mình gọi là bài đồng hợp với phần giải phẫu hầu rất mong được mọi người cùng chú ý theo dõi hầu là ngã tư gặp nhau của đường tiêu hóa và đường hô hấp không kỹ từ mũi qua hầu để vào thành quản thức ăn từ miệng qua hầu để vào thực quản vì hình thể ngoài, nó là một ống tàu với cấn và cớ kéo sai từ niên sò tới ngắm mức đột sống cổ rõ. Sai đồ 15cm, ở giữa hẹp sân khi đổ vào thực quản 2cm. Mặt sau liên quan với đột sống cổ từ 1 đến 6 qua khoảng sóng hầu Khoang này chứa nhiều tổ chức mỡ. Hai mặt bến thì liên quan với hai bộ mạch thân kinh cảnh trên trụ sọc chiều cao của hâu và ở ngang với thánh quản, còn liên quan với thuy bến của tiến giáp. Đầu trên thì nó dĩnh vào nền sò, đầu giữa tỉa thực quản ngang mức chuẩn nhận phía trước cách cung răng lồi 15 cm miệng thì nó thông với hốc mũi ổ miệng và thanh quản tiếp theo là phần cấu tạo của hâu cấu tạo của hâu thì gồm cấu tạo gồm bốn lớp đầu tiên đó là lớp niêm mạc lọt ở mặt trống và liên tiếp với niêm mạc của mũi miệng thanh quản thực quản và tái giữa dưới niêm mạc thì rải rác nhiều tổ chức bạch huyết cần hầu trong dây và chắc ở trên mỏng ở dưới đầu trên bám vào nền sò phía trước bám vào các xương và các dây chằng nối các xương và sùn với nhau tiếp theo đó là lớp cơ cơ khí thâu trên giữa dưới xếp chồng lên nhau làm hẹp đường kính của hầu để đoạn thức ăn từ miệng xuống thực quản cơ mở hầu là cơ trấm hầu đi từ mỏm trấm theo các cơ khí thâu tự bám vào cân hầu trống và sùn thanh nhiệt cơ vòi hầu đi từ vòi tái đến thanh hầu mạc hầu ngoài báo phủ bởi các cơ khít và được coi như một phần của bảo tàng tiếp theo đó là phân đoàn của hầu hầu được chia làm ba phân đó là phân mũi phần miềng và phân thánh quản phần mũi thì còn gọi là tỳ hầu là phần hầu của sáu ổ mũi trên khẩu cậy mềm phần trước thì thống với ổ mũi qua lộ mũi sau so. thành sau so thì hơi lõm tương ứng với phần nền xuống chậm điện cùng trước đột sũng cổ thứ nhất thanh trên là vòm hâu, nằm giữa thân xương bướm và phần nền xương chậm ở đây có một khối bạch huyết kéo dài đến tận thanh sáu hâu, gọi là hành nhân hâu. ở trẻ em thường bạch huyết hầu hay bị viêm và khi viêm gây cho trẻ sổ mũi tắc mũi khó thở thanh bến thì ở mỗi bến có một lỗ hầu của voi tái năm so xoắn mũi giữa khoảng 1 cm, qua vòi tái thì hầu thống với tái giữa, xung quanh lỗ hầu vòi tái có nhiều mỗ bạch khuyết gọi là hành nhân voi, mà khí tiếm, phi đài có thể làm bít lỗ hầu vòi tái gây rối loạn tĩnh giác. Tiếp theo đó là phần miệng hay phần khẩu hầu. Khẩu hầu năm sáu hổ miệng đi từ bờ sáu khẩu cãi mềm điện bờ trên nắp thanh môn, phía trước thông với ô miền qua eo hồng eo hồng được giữa hàn ở trên bởi bơ sáu khẩu cái mềm hai bên là khung khẩu cái lưỡi và phía dưới là rãnh tần cung phần hầu của lưỡi nổi với nắp thanh môn bởi các nếp lưỡi giáp và thúng lũng nắp thanh môn phần sau thì ngang mức cung trước đột sống cổ thứ nhất đến bơi giữa đột sống cổ thứ ba thanh bên có hai nếp niêm mạc từ khẩu cái mềm chảy xuống nếp trước là cung khẩu cái lưỡi do cơ cung tên tạo thành nếp sau là cung khẩu cái hầu do cơ cung tên tạo thành giữa hai cung khẩu cái lưỡi và khẩu cái hầu là hữu hành nhân, chữ hành nhân khẩu cái. Tiếp theo đó là vùng tỳ hầu và khẩu hầu hình thành một phong bạch huyết sáu cạnh. trên là hành nhân hầu, dưới là hành nhân lưỡi, hai bên là hành nhân vòi và hành nhân khẩu cái, được xem như các đồng tiền tiêu chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn vào cơ thể. Tiếp theo đó là phần thánh quản và hài là thanh hầu thanh hầu nằm sau thanh quản từ bờ trên xuống nắp thanh môn đến bờ giữa sùn nhẫn thương hưởng từ đột sống cổ thứ tư đến bờ giữa đột sống cổ thứ sáu Thành sáu thì liên quan với phần miệng ở trên Thành trước thì liên hệ với, mật thiết với thanh quản ở giữa thì từ trên xuống dưới là mặt sau nắp thanh môn lỗ vào thanh quản và mặt sau sùn phễu sùn nhẫn Hai bên là hai ngách hình lê, là hai rãnh dài nằm hai bên lỗ thanh quản, có dưới hàn ngoài là màng giáp mỏng và sùn giáp, dưới hàn trong là nệ phiểu nắp, sùn phiểu và sùn nhẫn, di vật nếu có thường mắc lại ở đây. Thanh bên là lực niêm mạc lót mặt trong màng dép mỏng và mạch sùn giáp. Và cuối cùng đó là mạch và thân kính. Cung cấp mẫu cho hầu là đồng mạch hầu lên, đồng mạch chắn bưỡng hầu cãi, tĩnh mạch thi đổ vào tĩnh mạch cảnh trong, thân kính đó là thân kính chín và thân kính 10. Trên đây là bài tổng hợp của mình. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Rất mong được mọi người góp ý để những bài làm lần sau của mình được hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn tất cả mọi người.